Chào các bạn. Bây giờ chúng ta cùng xem qua một vườn mít Thái trang gai. Và điều đặc biệt là vườn mít này cây thì đang lớn nhưng mà đang bị thiếu nước tưới. Nó rơi vào một hoàn cảnh thật là khó khăn vô cùng. Trong thời điểm giá mít cao lên đến hơn 60 ngàn một ký. Ta nhìn cây mít này. Nó rụng lá nhiều rồi. Còn ở đây thì có một trái nhưng mà không nuôi nổi nữa. Nguyên nhân là do không tưới được nước. Mít trang gai là loại cây dễ trồng. Nó còn có tên khác là mít siêu sớm. Và mít này thì chuyên xuất khẩu ở Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại thì giá loại 1 khoảng hơn 60 ngàn một ký. Một cái giá cao, rất cao. Đây, ta cùng xem cái mít này. Như cây này thì nó đang có hai trái. Một. Đây là một trái nữa, hai trái. Nhưng mà hiện tại thì tưới nước không đủ, nên lá nó vàng, nó sắp rụng. Đây, lá vàng đây. Đây, những lá này cũng vậy. Và vườn mít này thì khoảng 3 hectare. Và rơi một hoàn cảnh này thì thật là tệ hại. Rất đáng tiếc vô cùng. Giờ người ta không chăm sóc đủ cho nó. Và bây giờ thì bước vào mùa nắng gay gắt. Như ta thấy vườn cao su bên cạnh. Vườn cao su này lá đã đổ gần hết. Và vườn mít thì cũng tương tự như vậy luôn. Đây, cái này vàng lá. Và đây là những cái mít khác. Và bây giờ thì mặt trời đã lên, vừa ló dạng lên, vừa mới sáng thôi, nhưng mà mặt trời đã nhìn rõ rồi. Và ta không biết là cái nắng miền Đông nó gay gắt như thế nào. Sơ sát hết cả vườn. Đó là thực tế đang diễn ra tại vườn mít này. Như cái mít này thì đang có hai trái. Đây một trái non phía bên dưới. Mà cùng lúc đó thì lá sơ sát và sắp rụng. Và cái này cũng vậy. Mặc dù mít là loại cây dễ trồng, nó vẫn có thể chịu hạn, nhưng mà với điều kiện là nó phải hạn thường xuyên. Còn trong thời điểm mang trái thì hoàn toàn không chịu hạn được. Và nó cần một lượng nước rất lớn. Vì vậy nên mới có những cây mà bị rụng lá như thế này đây. Ở đây có một trái, và trái này như thế này là chắc chắn hỏng rồi, không thể nuôi lớn và thu hoạch cái trái này được. Như cái này nữa. Và trường hợp cái này thì còn hy vọng hơn. Nó như cái này thì đang có một trái lớn. Trái non. Nó đang có 3 trái luôn. Nhưng mà như cái này thì tình trạng khô của nó chưa có quá nặng. Cho nên vẫn có thể hy vọng nuôi trái được.